Nguyễn Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh Mái Nhà Chính Chủ Sài Gòn ha. Hôm nay Nguyễn Hoàng đang có mặt tại mặt tiền đường của đường Liên Khu 89 nè. Ở đây là mặt tiền đường nha quý anh chị. Ở vị trí này của chúng chị mình sẽ di chuyển về bên trục đường số 16 ha, ngay chỗ cái góc mà đường số 16 với giao với lại Liên Khu 89 đó. Nó có một cái ngôi trường mầm non nó mới mở đang tuyển sinh đó của chúng chị. Đó là trường mầm non Người Quế của chúng chị nha. Đó là cái góc đó thì của chúng chị mình hướng đi rẽ phải là mình hướng đi ra bên ngay chỗ Gò Sòi, ra ngay chỗ cái chợ Gò Sòi của chúng chị. Để mình về Liên Khu 210 của chúng chị ha. Còn mình rẽ trái thì của chúng chị mình di chuyển về bên đường Miếu Gò Sòi nha. Miếu Gò Sòi để mình ra bên trục đường Lê Văn Quế, ra ngay chỗ chợ Lê Văn Quế của chúng chị. Thì hôm nay Nguyễn Hoàng đang có mặt tại đây để review cho chúng chị mình một ngôi nhà hiện tại đang thuộc cái con hẻm 79 của trục đường 79 của trục đường Liên Khu 89 của chúng chị ha. 79 nha, thuộc phường Bình Hòa A, quận Bình Tân. Ở hướng này thì di chuyển ra bên trục đường số 4 nè, ngay góc này luôn, ra trục đường số 4 của chúng chị mình rẽ phải là mình ra ngay chỗ trường tiểu học của chúng chị nha. Đó là trường tiểu học Bình Long, ngay chỗ cái khu xử lý nước thải của chúng chị. Còn rẽ trái là mình ra ngay chỗ chợ Gò Sòi ha. Rẽ phải thì của chúng chị mình ra ngay chỗ trường tiểu học Bình Long nè, hướng ra bên khu xử lý nước thải là mình hướng ra bên kênh nước đen để mình đi về bên góc ngã tư giữa đường Bình Long giao với lại Lê Thúc Hoạch và đường khu Tân Hương của chúng chị qua bên chợ Tân Hương ha. Ở đây thì nó giáp ranh với lại quận Tân Phú ha, rồi gần ngay chỗ trường học nè, ở đây là trường tiểu học Bình Long nè, rồi trường trung học phổ thông, rồi trường trung học cơ sở đồ đầy đủ hết của chúng chị, cấp 1, cấp 2, cấp 3 là đầy đủ hết ha. Trường học thì nó cũng gần trường cấp hò cấp trường, nó cũng gần chợ, đó là chợ Lê Văn Quế nè, rồi chợ Gò Sòi ha. Hẻm này là hẻm 71 của đường số 4 nè, hẻm này đi thông ra bên mặt tiền đường đường số 4 ha. Khu này thì khu dân cư hiện hữu nha quý anh chị, đường này nó rộng khoảng cỡ 6m quý anh chị, đường nhựa nha, rộng 6m ha. Khu này khu dân cư hiện hữu, ở đây thì xây được một trệt 3 lầu quý anh chị nha. Ở cái dãy của mình nó lại dãy nằm ở bên tay phải này nè quý anh chị, thì cái dãy này nó thuộc hướng nam và ở đây thì nó xây được một trệt 3 lầu đó, chẳng hạn như cái căn này của quý anh chị xây full luôn quý anh chị thấy không, xây full luôn không chừa lộ giới luôn nha quý anh chị. Đó, tí nữa ông Hoàng sẽ quay cái căn mà ở gần căn nhà của cô chú anh chị mình, sắp gần của căn nhà của mình mà em của Nguyễn Hoàng sắp quay cho quý anh chị mình đó, là không bị lộ giới luôn nha. Và hiện tại đang xây một trệt 2 lầu ha, ở đây thì xây được một trệt 3 lầu nè, ở đây thì nó không có bị lộ giới nha. Khu này khu hiện hữu ha, cái hẻm này là hẻm 59 nè, hẻm 59 trục đường số 4 nè. Ở này mình hướng ra bên mặt tiền đường của đường số 4 nè ha. Thì hẻm này nó rộng chắc khoảng cỡ cũng 6m ha. Hẻm này là hẻm nhựa rộng 6m. Thì hướng này ra bên mặt tiền đường thì từ đây ra ngoài đó chắc khoảng cỡ chừng là 50m thôi. Là mình ra ngay tới ngay góc đó rồi, ra tới mặt tiền đường đường góc đó ha. Còn bên này là mình hướng đi ra bên bên đường Miếu, đường Liên Khu 89 nè của anh chị. Ở căn nhà của mình đây, căn nhà của mình nằm trong góc này. Ở căn nhà của mình nằm trong góc này nè. Đây căn nhà của mình ở căn trước mặt của chúng chị mình đây căn nhà này ha, một trệt 2 lầu ha, một trệt 2 lầu ở công năng là được 2 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh. Địa chỉ nhà mình đây 79/8 nè, đường Liên Khu 89 nè. Ở đây thì hiện tại đang thuộc phường Bình Hòa quận Bình Tân, ở nguyên một dãy này luôn, nguyên một dãy hai căn này là xây full luôn quý anh chị, xây đủ diện tích luôn ha, không bị lộ giới nha. Ở đây và người chủ người ta còn xin thêm cái ban công ra lấn ra ngồi nữa của quý anh chị, và nhà mình cũng vậy luôn, xin cái ban công lấn ra ngồi cam kết với nhà nước của quý anh chị nha. Nhưng mà ở đây thì nó không lộ giới rồi, thì không có mở đường nữa rồi của quý anh chị. Ở cái hướng này mình ra bên trục đường số 1 nè, hướng này ra bên mặt tiền đường đường số 1 đây, ở này mặt tiền đường của đường số 1 ha, này mặt tiền đường của đường số 1 nè. Đó, đường số 1 này hướng đi ra bên ngay chỗ mặt tiền của đường số 4 ha. Ngay góc đó là ngay xa hơi đó là mặt tiền đường số 4. Từ đây vô đây chắc cũng khoảng 50m thôi là mình tới ngôi nhà của mình rồi. Đó, ngôi nhà của mình đây, một trệt 2 lầu. Một trệt 2 lầu ha. 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Đó, lầu 1 có cái ban công nè, lầu 2 cũng có cái ban công. Lầu 2 thì đường cái là cái phòng ngủ của mình nó bự hơn của anh chị. Lầu 2 thì phòng ngủ bự hơn ha. Ở đây có cái máy ngói của ngôi nhà của mình nè, có cái máy ngói nè, có khung sắt nè, có máy ngói nè của chúng chị. Ở nhà này sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng ha, chủ đang chia sẻ là 2 tỷ 150 triệu nha, 2 tỷ 150 triệu. Giá này thì chủ nhà vẫn còn thương lượng của chúng chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu quan tâm cái bất động sản này, mình kết nối ngay với Nguyễn Hoàng với số điện thoại 0901 796 379 nha, để Hoàng sẽ qua mở cửa cho chúng chị mình xem ở bên trong. Đồng ý thì cô chú anh chị mình gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng về cái giá cả nha. Giờ ông Hoàng sẽ quay review vào bên trong cho quý anh chị mình xem.
căn nhà của mình đường cái đặc biệt đó là nhà mình không bị lộ giới, không quy hoạch của chúng chị ha. Khu này thì khu dân cư hiện hữu, không bị lộ giới nha của chúng chị, và không bị quy hoạch luôn nha của chúng chị ha. Căn nhà của mình đây, căn nhà của mình là cái căn trước mặt của chúng chị mình đây, thuộc trong hẻm 79/8, con số rất là đẹp nha của chúng chị. 79 là thần tài ha, số 8 là số phát ha. 79/8 đường liên khu 89 thuộc phường Bình Hòa, quận Bình Tân của chúng chị. Nhà mình có kết cấu là một trệt nè, hai lầu nằm ở bên trên nè của chúng chị, có tổng cộng là hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh của chúng chị ha. Hiện tại ngôi nhà này đang có hướng chánh là thuộc hướng nam, nhà thì sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng, và mức giá mà chủ nhà đang chia sẻ nói chung là nó cũng khá là hợp lý của chúng chị. Mức giá này thì chủ đang chia sẻ là 2 tỷ 150 triệu của chúng chị nha. 2 tỷ 150 triệu, giá này thì chủ nhà vẫn còn thương lượng của chúng chị. Cái hướng này là mình di chuyển ra bên mặt tiền đường của đường liên khu 89 nè. Ở đây thì nó có một cái ngôi trường mầm non Nguyệt Quế của chúng chị, ở ngay chỗ trục đường số 16 ha, với lại trục đường liên khu 89 nó có một cái ngôi trường ở đó của chúng chị ha. Và nhà mình thì hiện tại ở đây thì thuộc con hẻm thông, ở đây thì nó sẽ đi thông ra bên trục đường số 4 của chúng chị, ngay chỗ góc bên trên đó của chúng chị mình rẽ tay trái là mình sẽ thông ra bên trục đường số 4 ha. Thì cái ngã ba bên trên đó là trục đường số 1 của chúng chị nha, và phía sau này là trục đường 1A nè. Đó, hướng này là một trục đường 1A nè của chúng chị, ngay đó là mặt tiền đường của đường 1A, mình rẽ tay phải của cô chú chị mình cũng di chuyển ra bên trục đường số 4 luôn, để mình hướng đi ra bên ngay chỗ chợ Gò Sòi. Đường Gò Sòi nó có một cái đường số 4 ha, cắt ngang là ngay góc đó là nó có một cái ngôi chợ nữa, đó là chợ Gò Sòi của chúng chị. Với lại đường số 4 đó thì cô chú chị mình di chuyển ra bên trường tiểu học Bình Long nó cũng gần nè, là mình hướng đi ra bên kênh nước đen nó cũng gần ha. Còn ở đây thì mình hướng đi ra bên chợ Lê Quang Quế của chúng chị nha. Hướng đi thẳng đó của chúng chị mình rẽ tay phải là mình hướng đi ra bên chợ Lê Quang Quế, hướng đi ra bên đường Miếu Gò Sòi của chúng chị. Ở đây thì xe hơi có thể di chuyển được cô chú chị. Ở đây mình vận chuyển đồ được nha. Xe hơi, xe tải rồi mình di chuyển thoải mái nha. Ở căn nhà của mình đây, một trệt nè, hai lầu nè của chúng chị. Nhà này thì chủ nhà sơn với cái tông màu là màu da của chúng chị. Ở đây nó có cái ban công ha. Bên trên lầu 2 nó cũng có một cái ban công, nhưng mà bên trên lầu 2 thì chủ nhà làm cái phòng nó bự hơn. Chủ nhà làm cái ban công nó nhỏ lại của chúng chị. Còn lầu 1 này thì ban công nó suốt luôn ha. Nó trải dài luôn. Với lại bên trên này cũng có cái mái ngói nè. Mái ngói được hàng khung sắt bảo vệ đồ đầy đủ hết rồi của chúng chị. Nói chung là khu này thì khu dân cư hiện hữu, không có bị lộ giới nha của chúng chị. Đó, như chẳng hạn như căn này là căn gốc nè. Căn gốc mà chủ nhà người ta xây là xây full luôn của chúng chị thấy không? Xây full luôn vào người ta xin thêm cái phần ban công lớn ra nữa của chúng chị thôi. Đó, là người ta xây lớn ra thêm cái phần ban công nữa, cam kết với nhà nước của chúng chị ha. Thì nhà mình nó cũng vậy luôn, nhà mình nó cũng lớn ra cái phần ban công đó luôn. Thì cái phần đó thì cô chú anh chị mình cam kết với nhà nước nha. Nói chung là nhà này là hiện hữu của chúng chị, không quy hoạch, không lộ giới nha của chúng chị ha. Nhà mình được cái là đặc biệt là không lộ giới nha. Và đường trước nhà của mình là đường rộng 6m nha của chúng chị. Đường này nó rộng 6m, và hiện tại thì do hai bên để xe đồ nó hơi nhiều thôi, chứ thực chất là nó rộng 6m của chúng chị. Ở cô chú anh chị mình sẽ nhìn cái khoảng không gian ở đây nè. Không gian ở đây rất là rộng, và đường này là đường trải nhựa nha. Nhà mình thì phong thủy là ok ha, không có bị lỗi một cái phong thủy nào hết của chúng chị. Nhưng mà có cái là cái khoảng không gian bếp nó hơi đang ở đường á của chúng chị. Tại vì nhà nhỏ giờ mình bắt buộc rồi của chúng chị ha. Điện nước thì nước chính của nhà nước ha. Đồng hồ điện, đồng hồ nước là đầy đủ hết của chúng chị. Rồi để Hoàng di chuyển vô bên trong cho quý anh chị mình xem. Ở đây sẽ là khoảng không gian khu vực bậc tân cấp nè, bậc tân cấp để mình di chuyển vô bên trong nhà của mình đây. Nó cao hơn so với lại cái thềm đường này chắc khoảng cỡ chừng là 2 tấc ha. Ở đây thì điện nước là nước chính của nhà nước, đồng hồ điện của nhà mình nó nằm ở bên góc bên tay phải này nè. Đó, góc bên tay phải này của quý anh chị. Nhà này thì chủ nhà chỉ có làm là một lớp cửa thôi, đó là lớp cửa sắt 4 cánh ở bên ngoài của quý anh chị. Chủ nhà chỉ có làm một lớp thôi ha, đó là cửa sắt 4 cánh ở bên ngoài nè, đó, bằng sắt ha. Ngũ Hoàng xin nhắc lại là cái địa chỉ của ngôi nhà của mình đây, 79/8 đường liên khu 89. Ở đây thì hiện tại đang thuộc phường Bình Hòa A, quận Bình Tân của chúng chị. Hướng này của chúng chị mình di chuyển ra bên mặt tiền đường nè, hướng ra bên mặt tiền đường của đường liên khu 89. Ở bên đây nó có một con đường nữa là đường số 1 của chúng chị ha, đường số 1A1 nha. Phía bên này 1A nha của chúng chị, còn bên này là đường số 1 nè. Bên này đường số 1 nè, mình đi ra bên mặt tiền đường của đường số 4 ha. Hẻm nhà mình hẻm thông ha, ở đây thì hẻm thông tứ tung luôn. Căn nhà của mình đây, căn nhà này đang có cái bề ngang là 3m04 của chú chị, và chiều sâu vô trong là 4m04 ha. Ngang 3m04 và sâu vô trong là 4m04 nha. Tổng diện tích đất ngôi nhà đây sở hữu là 12,2m2 của chú chị.
diện tích sàn của ngôi nhà của mình là 42,4 m² ha, là bao gồm là tầng trệt nè, lầu 1, lầu 2 là 42,4 m² của quý anh chị ha. Nhà này thì được cái là chủ nhà ốp gạch cao lên tầm 2 m của quý anh chị. Là một viên nè quý anh chị, 2 3 4 5 thêm một cái miếng nhỏ này nữa ha. Miếng nhỏ này nữa nè. Rồi ở phía trên này thì chủ nhà dán miếng dán tường lên. Ở hệ thống đèn một tiếp 2 đây. Ở đèn này chắc 8 tấc của quý anh chị, đèn led ha, hai bên 8 tấc. Ở điện nước là nước chính của nhà nước, đồng hồ nước của nhà mình nó nằm ở góc bên này. Đồng hồ điện thì nó nằm ở phía ngoài của quý anh chị ha. Ở đây thì chủ nhà có làm thêm cái CV tổng ở đây nè. Đó, có cái đường dây cáp nè. Đó, có đường dây cáp sẵn luôn rồi. Ở bên này cũng vậy luôn. Ở bên này thì chủ nhà cũng có chừa sẵn cho mình cái ổ điện ha, cái dây điện, ổ điện đây nè để của chú anh chị mình gắn cái quạt ha. Cái quạt ngay góc này ha. Nói chung là cái nhà này thì của chú anh chị mình về chịu khó mình sơn phết lại nha. Nói chung là nhà thì cũng còn tương đối thôi, nhưng mà chịu khó mình sơn phết lại. Còn ở sàn ở dưới á là gạch bóng kính. Gạch này nói chung là vẫn còn sạch sẽ, gạch này thì vẫn còn sạch. À, không gian này là bồn rửa chén nè. À, khu vực nấu ăn của mình ở đây thì chủ nhà cũng có xây một cái bức tường lên nè của anh chị, cao bức tường lên chắc khoảng có 1m2. Ở đây thì của anh chị mình để bếp âm hoặc là bếp bếp ga nè của anh chị, hoặc là bếp điện từ, nên mình để ngay góc này là ok luôn ha. Ở ngay góc này là ok luôn. Ở đây thì chủ có làm thêm mấy cái ổ điện đây nè. Ở gạch thì chủ nhà ốp cao ráo lên tầm 2m của anh chị, ốp cao ráo lên. Ở bên dưới thì chủ có làm thêm cái học tủ nữa nè, học tủ để mình để đồ đây. Ở cầu thang thì cầu thang là bằng sắt nha, và chủ nhà làm thêm cái bề mặt bằng đá hoa cương để mình di chuyển cho nó dễ dàng nè quý anh chị. Ở không gian của phòng khách của nhà của mình đây. Ở nhà này thì chủ nhà chỉ có làm là một lớp cửa thôi, thì về mình có thể mình làm thêm một cái lớp cửa lùa nữa ha. Ở khu này thì hiện hữu quý anh chị nha, khu này nhà lầu cao tầng hết ha, khu này không có quy hoạch nha, ở đây không có lộ giới, không có quy hoạch luôn. Ở hẻm thông tứ tung luôn. Ở đây thì gần ngay chỗ chợ Lê Văn Quế nè, gần chợ Gò Sòi ha. Gần chợ Lê Văn Quế, gần chợ Gò Sòi, thuận tiện cho việc mà mình di chuyển nha. Trường tiểu học thì nó cũng gần cô chú chị. Ở đây thì gần ngay chỗ trường tiểu học Bình Long nè. Rồi rất là nhiều môi trường luôn cô chú chị. Ở đây thì gần rất là nhiều môi trường. Hướng ra bên Tân Kỳ, Tân Quý á, gần rất là nhiều môi trường. Rồi gần chợ, nói chung là hai ngôi chợ ha, chợ Gò Sòi hoặc chợ Lê Văn Quế gì đều được ha. Ở đây trường mầm non nó có một cái ngôi trường Nguyệt Quế á, của chú chị, mặt tiền đường của đường số 16 á, nó mới mở ngay chỗ góc á, đường số 16 lao giao với lại cái đường liên khu 89 á, nó có một cái ngôi trường đó nữa. À, hệ thống đèn cầu thang, cầu thang tay vịn là bằng sắt, bằng sắt, bề mặt đi là bằng đá hoa cương. Ở lên bên trên đây là cái gạch bóng kiến của chú anh chị, gạch này gạch bóng kiến nha, gạch bóng kiến của mình đây. À, để mình di chuyển nè. Ở toilet của mình đây ha, toilet của mình đây nha quý anh chị, hệ thống đèn nha. Ở toilet nè, ở đây thì không có cái lavabo, không có lavabo nha quý anh chị, chỉ có vòi nước với lại vòi sen tắm thôi, với lại có chừa sẵn cái đường dây điện nè để cô chú anh chị mình về mình gắn cái máy nước nóng ha. Đó, có cái máy cái móc để mình treo đồ nè. Này đường cái toilet này của chú anh chị mình đóng lại là mình làm được cái phòng luôn nè. Đó, còn nếu mà chú anh chị mình muốn đi toilet thì mình mở ra. Đó, mình mở ra là cái lối để mình từ cái tầng trệt mình di chuyển lên. Còn nếu mình đóng lại thì mình làm được cái phòng ha, là ngay cái phòng ngay góc này. Ở phòng này, ở đây thì mình làm thêm cái nắp ở đây nữa nè, mình làm cái nắp ở trên này nữa để mình đậy lại ha, để mình làm cái phòng ngủ của mình sử dụng cái máy lạnh luôn. Ở đây thì chủ nhà cũng có sử dụng máy lạnh nè cũng gì. Đó, chủ nhà khoét một cái lỗ ngay góc này nè. Đó, hệ thống đèn đây, nói chung là đèn thì chỉ có một cái bóng đèn led 8 tấc thôi. Phòng này thì nói chung là cũng tương đối của chú chị, nó khoảng cỡ chừng là một viên, hai viên, ba viên,
ba viên gạch, với lại ở đây thêm khoảng cỡ chừng là 4 tấc nữa ha, 4 tấc hơn nữa ha. Gạch này gạch 60, 3 viên 1m8, khoảng 2m2. Ngay góc này 2m2, còn cái bề ngang này thì 3m thôi cũng như vậy. Bề ngang này là 3m ha. Còn từ đây qua đây là 2m2 nha. Ở phía trước này có cái ban công. Ban công này cũng thoáng nè. Ở ban công của mình đây. Khu vực ban công này có lan can nè. Bên kia thì chủ xây tường lên cao khoảng có 1m hơn. Cửa này thì chủ nhà xài là cửa sắt kính nha. Ở đây thì chủ nhà có dán thêm cái miếng dán. Miếng dán cao lên tới đây. Miếng dán cao lên tới đây cũng vậy. Phía trước này thì mái ngói của ngôi nhà của mình đây, có khung sắt nè, có mái ngói của anh chị nha. Khung sắt bảo vệ nha. Đó, khung sắt đỡ nè, đỡ cái mái ngói này nè. Ba tấm của anh chị, 1 2 3 là ba tấm nè. Ở hướng này thì mình di chuyển ra bên trục đường số 1 nè. Còn mình hướng này thì mình di chuyển ra bên đường số 1A, là mình hướng đi ra bên mặt tiền đường của đường đường liên khu 89 ha, hướng đi ra bên ngay chỗ chợ Lê Quang Quế của anh chị. Ở đây thì được cái là thuận tiện cho việc mà mình di chuyển nha. Ở cái đường ống nè, cô chú anh chị mình sau này mình để máy lạ máy giặt á, mình để ngay góc này luôn à. Máy giặt mình để ngay góc này luôn. Đó đường ống nè. Ở đường ống cấp, đường ống xả nè. Ổ điện thì cũng nằm ở góc này luôn rồi. Đó nằm ngay góc này luôn rồi, để mình gắn cái máy đường ống máy giặt ha. Máy giặt mình thiết kế mình để đây nha. Thì cái này chịu khó của chú anh chị mình kéo từ dưới này kéo lên nè. Kéo này từ dưới này kéo lên của chú anh chị. Ở nhà đẹp nha quý anh chị, khách khứa qua vô quá trời luôn quý anh chị ơi. Đang có chú đang dẫn khách qua vô nữa quý anh chị. Nhà nhỏ nhỏ xinh xinh ha. Ở cô chú anh chị nào có nhu cầu quan tâm thì liên hệ của Hoàng ngay nha, để mình qua mình xem nha quý anh chị. Với số điện thoại 0901 796379 nha, để Hoàng sẽ qua mở cửa cho quý anh chị mình xem. Đặc biệt là cái ngôi nhà của mình là không lộ giới, không quy hoạch của quý anh chị nha, khu dân cư hiện hữu nha, không lộ giới, không quy hoạch nha quý anh chị. Ở khu này là khu dân cư hiện hữu ha. Ở đây thì mát mẻ, hướng này là hướng nam nha quý anh chị, đường rộng 6m, đường nhựa nha quý anh chị ha. Được cái là có hai phòng ngủ, hai cái nhà vệ sinh. Ở đây có một cái nhà vệ sinh nữa nè. Đó, ngay góc bên trong này là một nhà vệ sinh ở trên lầu 2 nữa nè. Đó, cũng đã được trang bị rồi, cửa lùa rồi đầy đủ hết rồi. Bên này nó có cái học nè, cái học này chắc đỡ bồn nước ở bên trên này nè. Bên trên này chắc là cái bồn nước ha. Bồn nước ở bên trên, học ren thì nằm ở bên trong. Ở cái van này của chú chị mình có thể mình để cái máy giặt ở đây nè, hoặc là mình thiết kế mình để cái máy lọc nước ở đây cũng được ha. Phòng bên trên này thì có cái quạt gió, quạt hút nè của chú chị, quạt hút ngay góc này nè. Ở phần bên này là cửa sổ của ngôi nhà của mình. Còn bên này sẽ là cái ban công ha, hướng này ra ban công nè, mình mở cửa ra ban công đây. Thì ban công ở lầu 2 thì nó nhỏ hơn so với ban công lầu 1 của chú chị ha. Thì thay vào đó thì chủ nhà làm cái phòng này nó bự hơn. Đó, làm cái phòng này nó bự hơn của quý anh chị. Còn cái này là cái ban công nha. Ban công thì có cái lan can sắt. Lan can bằng sắt nè quý anh chị. Một phòng ha. Lầu 2 thì nó có một phòng. Thì mình về mình chịu khó mình ngăn cái vách nhôm ra là mình làm lên được một phòng của quý anh chị. Đó, mình làm được một phòng nha. Ở phòng lầu 2 thì nó rộng rãi hơn, nó thoáng hơn. Nó được cái là nó chiều dài, nó dài hơn của quý anh chị. Ra tới cái phần ban công này luôn. Đó, tính ra là 1 viên, 2 viên, 3 viên, 4 viên, 5 viên. 5 viên thì 30, đó, 3 mét. Đó, ở đây thêm khoảng có 2 mét, 2 tấc rưỡi nữa nè. Rồi bên đây khoảng có 4 tấc nữa nè của anh chị. Là 7 viên ha, cho 7 viên ha. À, 6 viên của anh chị, 3 mét 6. Đó, cái chiều dài này là 3 mét 6 ha, bề ngang thì đã 3 mét. Ngôi nhà của mình hiện tại đang thuộc cái con hẻm 79 nha của anh chị. 79 nha. 79 sạc 8 đường liên khu 89 thuộc phường Bình Hòa A quận Bình Tân ha. Ở ngôi nhà của mình là đường rộng 6m, đường nhựa nha quý anh chị. Xe hơi của chú anh chị mình di chuyển vô được ha. Và hẻm nhà mình là hẻm thông nha. Ở đây thì gần ngay chỗ chợ Lê Quang Quế, gần ngay chỗ chợ Gò Sòi luôn ha. Ở đây thì gần trường học nè, gần trường tiểu học Bình Long, giáp ranh với lại quận 6 của chú anh chị. Giáp ranh với lại quận 6 nha. Ở sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng của chú anh chị ha.
bề ngang là 3m ha, 3m04, chiều sâu vô trong là 4m04 ha. Ở một trệt hai lầu hoàn công đủ nha quý anh chị, hoàn công đủ nha. Tổng diện tích đất ngôi nhà đang sở hữu là 12,2m2, còn cái diện tích sàn của ngôi nhà này là 42,4m2 của quý anh chị, 42,4m2. Ở công năng là 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, hướng chánh là hướng nam. Ở sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng. Mức giá anh chủ đang chia sẻ là 2 tỷ 150 triệu, 2 tỷ 150 triệu nha quý anh chị, 2 tỷ 150 triệu. Giá này thì chủ nhà vẫn còn thương lượng ha. Ở cô chú chị nào có nhu cầu quan tâm cái bất động sản này, mình kết nối ngay với Nguyễn Hoàng rồi mình để mình qua mình xem cái nhà ha. Nghĩ mình gặp trực tiếp chính chủ để mình thương lượng về cái giá cả. Nhà sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng, hoàn công đầy đủ nha quý anh chị, 2 tỷ 150 triệu của quý anh chị. Và bây giờ thì Hoàng xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị mình ở clip tiếp theo nha.